Tâm Cám đi tới đâu có phim đẹp tới đó, chỗ toàn người đẹp không à. Hello chị, về tới là quậy liền anh. Dạ. Hello đại gia đình mình ơi, Tâm Cám đã về tới Edmonton mà bây giờ đã có mặt. Mà phải ăn liền một miếng để có năng lượng trên mấy anh này giết mình chết. Về gặp đồng chí với đồng bọn không à. Ở đây là như vậy nè, ở đây là nhà nhà xâm vầy là như vậy nè. Đó, đi tới nhà nào là nhà đó đồ ăn trang chứa luôn, thấy không? Đó. Cứ gặp nhau là nhậu, gặp nhau là nhậu. Tự nhiên nha mấy chị. Dạ, tự nhiên lắm. Giờ tới đây là chương trình đại hẹn trở lại nha. Về Việt Nam xả láng chứ qua đây là đại hẹn lại nha. Dạ đen. Đây máy nó lột ra nè, đây máy lột ra đen hồi lùi. Sáng qua hai bà coi ra hai bà đi Tây Nguyên mà. Bữa thấy nước bao nhiêu trời luôn. Quá trời cơm lam, cơm đồ cũng đúng người dân tộc luôn á. Đúng rồi, đúng người dân tộc. Đây mới là cái nơi của em. Thật thụ. Anh Kiệt làm đều ghê á nha. Cục nào ra cục nấy à. Cục nào ra cục nấy mà. Bà cũng được còn mẹ lên con chỗ này á. Chỗ này nè. Lô cũng đến sáng giờ nè. Bên đi ghê, bên đi ghê. Ủa không ai uống giờ hả? Nhưng mà ai làm sao? Hả? Đó, anh chị tôi xuất hiện hơi trễ chút xíu nha. Dính nè, ngồi đâu cũng dính hết trơn á. Đúng rồi, đúng rồi. Ai đẹp là vô phim á. Làm đi anh Thọ, làm đi, có em, dạ. Làm đi để ăn. Mời anh đây bịch kìa. Đó, rồng xanh, rồng hồng, rồng đỏ, rồng lượn. Rồng lượn, rồng lộn. Không? Anh kìa con rồng của anh nó có lộn không? Trời ơi, không, con rồng đẹp anh. Mặt bà ba mà nó hả cái miệng ăn thì còn nết na gì người phụ nữ Việt Nam nữa ta. Mặt bà ba nhưng mà nó hả cái miệng giống như là ba bà. Đó, trốn kịp đâu thấy không? Đi ra góc xa để lấy cái góc gần cho anh. Chúc sức khỏe anh, Happy New Year anh nha. Oh.
nãy em nhìn chị đau dữ lắm rồi đó. Anh kia kìa. Anh kia kìa. Uống ly rượu đầu năm kìa. Người ta mời ly rượu đầu năm kìa. Không, anh Kiệt hôm nay con đầu năm nó mày nó cũng đâu chịu uống đâu. Ai? Ai ai ai? Happy New Year kìa. À. Happy Valentine. Tôi nói Happy New Year, Happy Valentine. Mùa đông ai đâu có từng lần. Ủa vậy kỳ rồi, có ăn không hả? Ông muốn à?
Chợt là chợt cái ngày chứ không phải em nghĩ gì nha mấy mấy mấy. Dạ. Em xin anh giới luôn. Dạ. Con cái nào bà mẹ tưởng. Chết tôi rồi. Cây 2 3. Ai ta, ghê chưa?
Yeah.
cuộc chui vậy mà không báo cho người ta biết. Người sao? Công an lại. Trời ơi, hết rồi. Chị ơi, chị có livestream không? Dạ cường. Bây giờ kênh 42. Tắt. Ủa ai kênh vậy? 42. Anh kênh 42, 42. Kênh hả? Không, tắt. Không ai có kênh hết trơn á. Con bảy gì đây? Má ơi đừng gả con xa, gả con đi Mỹ hay Canada được rồi. Yeah. Má ơi đừng gả con gần gì. Bảy gì đấy? Má ơi, 79. Dạ, dạ, có hát là được à? Ờ, chịu 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 tôi hát là được à? Ủa không, tâm nhiều khó mà. Ờ. Ôi ôi em, làm tôi bóng như điên dài. Anh mất quá, yêu em làm tim nhức nhối. Ôi trái tim nào của người đến sau, cho sống mai sau tương lai vẫn đau. Vẫn là yêu em chỉ biết nhớ mong. Yêu em dù biết sẽ không được gì, tôi yêu em dù biết tình không đáng giá. Khi lỡ yêu ai đâu cần lý do, khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo. Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong mong. Yêu em dù biết sẽ không được gì, tôi yêu em dù biết tình không đáp trả. Khi lỡ yêu anh đâu cần lý do, khi lỡ yêu em thì em chưa không yêu được. Thank you.